Bản tin kinh doanh và pháp luật. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, các chương trình phần mềm, ứng dụng đa nền tảng ngày càng phát triển đa dạng, cùng với đó các hành vi xâm phạm phần mềm diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp. Mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến trong việc giảm tỷ lệ vi phạm phần mềm máy tính, tuy nhiên tình trạng xâm phạm bản quyền phần mềm vẫn còn khá phổ biến. Theo đánh giá của các chuyên gia, hành lang pháp lý để xử lý những đối tượng vi phạm bản quyền phần mềm đã tương đối hoàn thiện, đã có những quy định cụ thể về các chế tài xử phạt, thậm chí hành vi vi phạm nghiêm trọng có thể phải đối diện với trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, trên thực tế, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm bản quyền phần mềm vẫn còn thấp và chưa thực sự mang tính răn đe. Vậy, nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là gì? Đâu là lưu ý cho các doanh nghiệp để tránh những thiệt hại, rủi ro và trách nhiệm pháp lý không đáng có do hành vi xâm phạm quyền đối với các chương trình phần mềm? Xung quanh vấn đề này, chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thúy Ngọc, trưởng bộ môn Pháp luật Thương mại Quốc tế khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để giúp quý vị và các bạn cùng hiểu rõ. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thúy Ngọc ạ. Thưa bà, theo đánh giá của các chuyên gia, mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến trong việc giảm tỷ lệ vi phạm phần mềm máy tính, tuy nhiên tình trạng xâm phạm bản quyền phần mềm vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Vậy thì theo bà, nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thực trạng này là gì ạ? Có rất nhiều nguyên nhân đến từ cả chủ quan và khách quan. Có những hành vi xâm phạm nó là cố tình, biết là xâm phạm nhưng vẫn làm. Tại sao biết là xâm phạm mà vẫn làm? Bởi vì họ tự tin hoặc họ nghĩ rằng sẽ không sao đâu, sẽ không có vấn đề xảy ra với họ đâu. Tức là cái chế tài hay là các biện pháp cưỡng chế của mình chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe. Cái thứ hai là hành vi xâm phạm do vô tình, không biết nên là cứ làm thôi. Phần mềm có thể tải về một cách dễ dàng thì chúng ta tải thôi. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng một vài cái kỹ thuật công nghệ để crack, để phá khóa và download nó về. Họ chưa ý thức được, họ chưa hình dung được cái hậu quả pháp lý liên quan đến cái hành vi xâm phạm này. Và cái thứ ba, nó là vấn đề về cái hạn chế về tài chính. Vâng, thực tế cũng cho thấy là có không ít trường hợp các doanh nghiệp rơi vào tình huống khó khăn khi vô tình xâm phạm bản quyền phần mềm. Vậy bà có cảnh báo và khuyến nghị giải pháp gì cho doanh nghiệp để hạn chế cũng như là kiểm soát được tình trạng xâm phạm bản quyền phần mềm trong quá trình hoạt động kinh doanh ạ? Khi doanh nghiệp phát hiện ra là tài sản trí tuệ của mình bị xâm phạm thì tôi nghĩ rằng việc cần phải làm ngay lập tức là phải khiếu nại chủ thể xâm phạm. Và khiếu nại ở đây là phải bằng văn bản, và trong khiếu nại cần phải làm rõ, chỉ ra hành vi xâm phạm và chứng cứ. Tôi nghĩ quan trọng nhất là chứng cứ, vì có chứng cứ thì mới làm cho chủ thể xâm phạm họ sợ. Và một nội dung nữa mà tôi cho rằng doanh nghiệp hay bỏ quên khi làm khiếu nại, đó là yêu cầu khiếu nại cụ thể. Thường tôi hay gặp các tình huống là doanh nghiệp chỉ email hoặc là thông báo là ông đang xâm phạm đấy, nhưng không nói rõ là muốn gì, không nói rõ là vậy thì chuyện gì xảy ra nếu ông tiếp tục xâm phạm. Cho nên cái thư khiếu nại đấy nó không có đủ sức nặng, không đủ làm cho chủ thể xâm phạm họ ý thức được rằng là hậu quả pháp lý tiếp theo là gì. Vì vậy cái kỹ thuật viết thư khiếu nại cũng rất là quan trọng. Khi mình đã khiếu nại như vậy rồi mà hành vi xâm phạm vẫn tiếp tục xảy ra thì chúng ta buộc phải đi theo con đường tiếp theo là khiếu kiện thôi. Và phải kiện để trở thành một cái bài học, cũng như là trở thành các trường hợp điển hình, rung một hồi chuông cảnh báo cho xã hội, cho các chủ thể trong ngành biết. Khi doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài và vô tình là xâm phạm quyền sở trí tuệ, vô tình tức là không biết về quy định của pháp luật nước ngoài, quy định của pháp luật quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ, thế thì việc đầu tiên trước khi xuất khẩu, trước khi thực hiện các hoạt động thương mại quốc tế thì chúng ta phải nghiên cứu pháp luật của nước nhập khẩu, pháp luật của khu vực mà mình sẽ xuất khẩu hàng vào. Việc số 2, khi biết là hành vi xâm phạm thì dứt khoát không được xâm phạm. Tôi nghĩ rằng có lẽ doanh nghiệp chưa hiểu được rằng cái chế tài dành cho xâm phạm quyền sở trí tuệ nó bao gồm cả 3 hình thức. Nó có chế tài dân sự, chế tài hình sự và chế tài hành chính. Trong đó hình sự và hành chính là rất nặng. Một vấn đề nữa là nhiều khi người lãnh đạo doanh nghiệp thì không có ý định xâm phạm đâu, nhưng người lao động lại xâm phạm. Thế thì doanh nghiệp phải giáo dục, phải nâng cao nhận thức của người lao động về những cái hành vi xâm phạm. Một vấn đề nữa cần phải làm đó là nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động. Nhiều khi người lao động họ không biết cái họ đang làm là hành vi xâm phạm quyền sở trí tuệ đâu. Và nhiều khi họ lại nghĩ rằng tôi đang tự đào tạo, rèn luyện và nâng cao cái trình độ tay nghề của bản thân. Vâng, xin được cảm ơn bà.
Chương trình Kinh doanh và Pháp luật xin được trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Pháp lý Liên ngành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.